Dạ, hôm nay em chào tất cả quý bà con nha. Hôm nay là ngày thứ ba và được 3 ngày tối. Thì em đã vệ sinh cái nền chuồng và dọn rửa cái tấm bao bố. Đó, thì 3 ngày thì cái lượng phân bệnh cũng cũng khá nhiều. Thì em đem mang ra về vệ sinh. Đó, thì chưa có sạch sàn nha. Em chỉ sạch cái nền chuồng thôi, và gom tất cả bao bố ra ngoài để sạch rửa và phơi cho nó khô. Nếu mà thời tiết lạnh thì mình có thể thả bao bố thêm cho con vịt ẩm thôi, chứ không có vấn đề gì. Còn nếu mà trời mà đủ nhiệt độ và thông thoáng thì mình không phải trải. Sau khi rửa sạch phơi nắng khô ráo thì em sẽ ngâm qua sát trùng và phơi nắng lại một lần nữa. Đó, thì đây là cái công đoạn em thu gom ra, sạch rửa và em phơi. Đó, thì trong quá trình chăn nuôi có cần hỗ trợ tư vấn kỹ thuật chăn nuôi, bà con liên hệ em qua số điện thoại là 0867683575. Thì sáng hôm nay thì em cũng như thường ngày thôi, cũng là vệ sinh món ăn món uống, và hôm nay thêm một công tác nữa là xịt nền chuồng và thu gom cái bao bao bố, rồi như vậy thôi. Còn quy trình thuốc men vaccine này bữa giờ thì cũng là men với lại thuốc bổ thôi chứ không có gì hết. Thì qua bắt đầu ngày ngày mai ngày thứ tư thì em bắt đầu làm vaccine viêm gan. Thì ngày mai nếu mà làm vaccine viêm gan thì em sẽ làm một cái series, một cái clip riêng để gửi cho quý bà con tham khảo. Dạ. Yeah.